Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên á, thì nó có một cái cây lan rừng rất là quý hiếm luôn. Và đặc biệt á, là khi hoa nở thì cực kỳ đẹp. Thì cây có tên gọi là sóc lào hoặc là đuôi cáo mọi người nha. Và cái cây này á, nó là một cái dòng lan đơn thân rễ gió. Và mọi người thường hay bắt gặp nó là ở cái khu vực rừng Tây Nguyên. Và vì sao nó ở Tây Nguyên mà nó lại có tên là sóc lào mọi người? Bởi vì ngoài cái khu vực Tây Nguyên ra thì cái cây sóc lào này nó còn được tìm thấy ở bên Lào nữa. Và người ta tìm thấy cái cây này ở bên Lào trước khi tìm thấy ở khu vực rừng Tây Nguyên. Chính vì vậy thì cái tên gọi nó là tên sóc lào mọi người nha. Ngoài ra thì còn một số anh em gọi nó là cái lan đuôi cáo. Và cái cây này á, thì nó là một cái cây rất là hiếm gặp luôn. Bình thường á, thì những cái cây ví dụ như là đuôi chồn rồi mọi người hay thấy nhiều. Tuy nhiên là cái cây lan sóc lào này á, thì mỗi lần về là chỉ được vài thân thôi đó. Và trước mặt mọi người đây là một cái khu vực mà em vườn em trồng chăm sóc cây lan sóc lào của Tây Nguyên. Và cái cây này thì cũng đã được gom rất là lâu thì mới có một cái lô đẹp như vậy đó. Bà con đi may mắn về là có một cái lô đẹp để trồng chăm sóc như vậy. Và mọi người có thể thấy là cái cây mà nó từ trên rừng về, mọi người lưu ý là cái cây này là cái cây từ trên rừng về, nên là các bác anh chị sẽ không thể nào mà thấy được cái độ hoàn hảo về cái cây. Tức là cái cây thì chắc chắn là cái hàng trên rừng về lúc hái và vận chuyển về tới nơi thì có một số cây thì nó sẽ không đẹp giống như là anh em chúng ta đã trồng thuần từ lâu ở trong vườn, hoặc là những cái cây mà nó cấy mô khác nhé mọi người. Nhưng mà được cái là cái cây này nó phát triển rất là nhanh và rất là khỏe. Mọi người thấy không? Mới trồng thời gian mà rễ nó đã phi ra ầm ầm rồi. Đó. Và cái cây này ngoài cái vẻ đẹp về thân lá và độ quý hiếm á, thì nó là một cái cây cho hoa cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây em sẽ chèn cái hình hoa của cái cây lan sóc lào này khi mà nở hoa trong vườn để các bác anh chị chúng ta có thể là ngắm xem rõ được cái mặt hoa của nó. Phải nói là thứ nhất là nó gọi là sóc á mọi người. Cây sóc là nhìn nó giống như một cái đuôi của con sóc á. Đó là cái nó sẽ thành một cái chùm hoa dài xuống. Cái chùm hoa nó dài xuống và nhìn giống như là cái đuôi của con sóc. Và trên hoa thì nó mang cái màu sắc là tím, hồng, trắng nữa, nó kết hợp với nhau nhìn nó rất là rực rỡ. Và cái hoa, cái vòi hoa khi cây khỏe nó cũng rất là dài mọi người. Cùng với đó là hoa thơm nữa. Lúc mà ngắm hoa xong á là đi ra chỗ khác xíu là mấy ong nó bu lại liền mọi người. Đó. Rồi. Và cái cây này cái đặc điểm hoa nó đẹp là một, và nó là một cái cây mà nhiều người yêu thích nữa là bởi vì nó rất dễ trồng mọi người. Nó dòng rễ gió mà. Về các bác anh chị chỉ biết là làm ít như mọi người ha. Chậu bên vườn em trồng là chỉ bao gồm là sơ dừa thôi, là để dừa ẩm thôi là được. Còn lại chủ yếu là cái rễ gió nó sẽ ra phát triển rất là nhanh. Sau đó là nó cứ đẻ lên cái lá mới. Đó, sau dần dần mọi người trồng một thời gian dài á thì những cái cây này thì nó sẽ đẹp lên. Tức là trên rừng về thì mọi người phải chấp nhận là cái cây nó có lỗi có ấy tí, nhưng mà được cái là nó là chuẩn hàng rừng. Chuẩn hàng rừng nên là nó rất là khỏe. Và em cũng biết là nhiều anh chị em là chúng ta ưa thích là sưu tầm đúng cái hàng rừng chúng ta chơi, chứ không thích chơi cái hàng thuần. Chính vì vậy thì vườn em đã trồng chăm sóc và đến nay thì cây nó cũng bắt đầu là ấm rễ ấm chậu rồi. Và có lấy ra được một số cái chậu là đánh giá là khỏe đẹp nhất đây để có thể là chia sẻ cho mọi người nha. Và cứ một chậu như vậy nè, một chậu như vậy thì có giá là 250 thôi nhé mọi người, 250, và chưa bao gồm phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì nếu mọi người mua thì em sẽ đóng gói vào thùng xốp gửi đi cho mọi người. Thì mọi người thấy là một chậu thì vườn em trồng là 5 cây mọi người nhé, 5 cây. Mọi người lưu ý nha, cái cây này là hàng rừng nên chắc chắn là sẽ có một số cây nó có một cái vài lỗi lá nhỏ, thì cái này là mình không thể mà tránh khỏi được mọi người. Chấp nhận chơi hàng rừng thì chúng ta phải chấp nhận một cái số khuyết điểm của nó. Giống như là không có ai hoàn hảo cả. Đó, thì về chúng ta trồng chăm sóc, chúng ta làm người
mà luyện từ 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 lên, khi mà cây nó đẹp lên thì lúc đó các bác anh chị sẽ thấy cái là trân trọng cái công sức mà mình trồng chăm sóc lan ha. À, giống như là nuôi một em bé từ nhỏ, giống hơn là nhận đứa con lớn về đó, kiểu vậy á mọi người. Trồng chăm sóc nhìn nó lớn qua từng ngày, cây nó phát triển ngày càng đẹp lên thì lúc đó sẽ rất là quý cái công sức của mình mọi người nha. À, và 250 một chậu thôi nhé mọi người, 250 một chậu. À, về các bác anh chị chỉ việc là treo lên và tưới nước thôi. Cái thằng này thì nó dễ trồng chăm sóc cực kỳ luôn, không cần phải làm gì nhiều mọi người. À, thích hợp cho các bác anh chị chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta trồng chăm sóc kỹ lưỡng, giống như là những cây giả hạt giả đồ ha. Về chỉ việc là tưới nước thôi. À, và chờ cây mỗi lần nó thêm một lá mới là cái dề nó sẽ thêm một cái vẻ đẹp mới mọi người ha. À, và cái mùa hoa của cái cây lan sóc lào này thì thường nó rơi vào cái dịp hè nhé mọi người, thường rơi vào dịp tầm tháng 4, tháng 5 mọi người nhé. À, nên là về anh em chúng ta sang năm là chúng ta được ngắm hoa thoải mái rồi. À, những cái cây này là khỏe đủ tuổi ra hoa hết rồi nhé mọi người. À, đây một chậu là nó được 5 cây. À, và em cũng cố gắng là em lựa trong số những cái chậu đó thì là những cái chậu này là những cái chậu thuộc dạng là khỏe đẹp nhất rồi để cho anh em chúng ta về dễ trồng dễ chăm sóc mọi người nha. À, và sẽ đóng gói, mọi người mua thì em sẽ tất nhiên là sẽ đóng gói thùng xốp gửi đi cho nó an toàn mọi người nha. Và cái thời gian gửi thì nó rơi vào tầm cỡ em vườn em ở con tum gửi đi thì thời gian gửi nó tầm bác nào ở gần con tum thì 1-2 ngày, bác nào ở xa thì có thể là 3-4 hoặc 5 ngày. Nhưng mà mọi người yên tâm là cái này gửi đi cả 10 ngày nửa tháng chả sao, bởi vì gửi là gửi nguyên chậu mọi người nha. Đó, gửi nguyên chậu. Rồi, đây. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Mọi người có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Em nhắc lại lần nữa là giá là 250.000 một chậu và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu vài chục ngàn vậy. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nha. Hôm nay là cây lan sóc lào ha, gọi là đuôi cáo. Cây hoa lan cực kỳ đẹp và rất là quý của rừng Tây Nguyên ha. Cảm ơn mọi người ạ.